Ba con này làm gì lâu thế nhở? Chào bạn. Bye bye nhá. Cái thằng đã yếu rồi lại còn háo sắc. Ê, mày quên em Thiên An của mày rồi à? Thằng này, mày làm gì mà lườm ghê thế? Đang vui thì bị bọn mày làm tụt hứng, tự nhiên nhắc đến Thiên An làm gì? Ồ, cái thằng đã xấu lại còn đa tình, em này chưa tán xong lại dòm ngó em khác. Đàn ông mà, ai chả thế? Chúng mày sai rồi. Theo như lời bố tao nói thì đàn ông ấy là giống loài cực kỳ chung thủy. Bố mày là đàn ông thì lo chả nói thế. Không nhá, bố tao nói có dẫn chứng hẳn hoi. Đâu, mày nói bọn tao nghe xem nào. Bố tao bảo là ấy, đàn ông 20 vẫn thích gái 18, mà 40 thì vẫn thích gái 18, mà đến năm 80 tuổi vẫn thích gái 18. Đấy, chúng mày xem, thế có phải là chung thủy với sở thích không? Giời ạ, tưởng thế nào. Đi Phương Anh. Thôi cái bọn này, tao nói đúng mà. Đợi với. Chào chị. Ôi, anh giật cá mình. Hùng à cậu? Ừ, là tớ đây. Thùy Anh gặp tớ có vui không? Bạn bè gặp nhau thì đương nhiên là vui rồi. Nhưng mà tớ đang bận lắm, tớ đi trước nhá. Ê, từ từ đã. Tớ có điều muốn nói với cậu, không có nhiều thời gian đâu. Ừ, thế có gì thì cậu nói đi. Thùy Anh biết không, từ lúc nhìn thấy Thùy Anh ấy, lòng tớ lúc nào cũng cồn cào, dạo dực, ăn không ngon, ngủ không yên. Ơ, cậu bị run à? Thế thì đi mua thuốc tẩy run ngay đi, tìm tớ làm gì? Cậu cứ khéo đùa, tớ lớn bằng ngần này làm gì bị run nữa. Thế cậu có gì thì nói nhanh đi. Tớ có cái này, tặng cậu thay lời muốn nói. Hoa hồng tượng trưng cho... Ê, tớ không nhận đâu. Ơ, sao vậy? Lúc nào cậu nhìn thấy tớ cũng cười vui vẻ cơ mà. Hay là cậu không thích tớ? Chào hỏi xã giao, ai lại gọi là thích? Với cả tớ có người yêu rồi. Cái gì cơ? Cậu có người yêu rồi á? Đúng rồi. Không được, người như cậu chỉ hợp với tớ thôi. Ngoài ra không còn ai cả. Cậu nói đi, thằng đó là thằng nào để tớ đến khiêu chiến với nó. Thôi, không cần thiết phải như vậy đâu. Không được, đây là vấn đề của hai thằng đàn ông. Tớ sẽ nhạy tay với nó, cậu không phải lo đâu. Không, tớ lo cho cậu ấy. Ồ, cậu nói thế nào ấy chứ. Tớ đẹp trai học giỏi võ công đề mình thế này, sợ gì đứa nào. Nhưng mà... Cậu nói đi, cậu thích đứa nào? Là Phi Long. Cậu không sao ấy chứ? Tớ không sao. Thế tớ đi nhá. Mời cậu đi cho. Ôi dồi ôi, cái thằng Phi Long nhìn như con khỉ đầu chó mà Thùy Anh cũng thích được. Thằng Hùng nhất quyết không giả chúng mày? Không, tao dùng đủ biện pháp, từ dọa nạt đến nịnh nọt, nhưng nhất quyết nó không ra khỏi nhà. Thằng này vừa hèn vừa yếu đuối. Nhưng mà kể ra vắng nó cũng hơi buồn. Mày thiếu rồi, nó rất ngu. Cực ngu mới đúng. Tỏ tình với ai không tỏ tình, đi tỏ tình ngay group của thằng Phi Long. May không bị nó đấm vỡ mồm ấy. Theo chúng mày thì bọn mình có nên đến nhà hỏi thăm nó không? Tao nghĩ là nên qua xem nó thế nào, tiện thể động viên nó vài câu, không nó trầm cảm ra đấy là thì chết. Thằng này đúng là phúc lớn, chả biết tu mấy đời mấy kiếp mới được làm bạn với những người tốt bụng như mình. Ta là muốn yên tĩnh, chúng mày đến tìm ta làm gì? Mày ngu vừa thôi. Theo một số nghiên cứu khoa học mới nhất, đa số vụ tự tử là do trầm cảm vì thất tình. Mày cứ tự nhốt mình trong nhà đi, không sớm thì muộn cũng bị trầm cảm thôi. Trầm cảm cái mặt mày ấy, ta đang bị táo bón, mệt nên không muốn đi thôi. Số mày đúng là nhục, tỏ tình thì thất bại, bây giờ lại còn táo bón nữa. Tao đến chịu mày. Tao lại nghĩ đây là mối quan hệ nhân quả, nguyên nhân là thất tình, kết quả là táo bón. Nào mà có vấn đề à? Tỏ tình thất bại thì phải nhục, phải buồn chứ, sao lại táo bón? Táo bón nó là do nguyên nhân khác. Chúng mày có thôi ngay đi không? Ta đang buồn rồi, chúng mày còn thi nhau sát muối vào tim tao. Chúng mày đúng là vô lương tâm. Mày ngu, mày xấu, mày vô duyên thì mày thất tình là đúng rồi. Bực bội cái gì? Thì nó bực mình thằng Phi Long. Mày nói rõ ngu. Ừ nhở. Này, nếu mày bực mình thằng Phi Long ấy, thì mày tìm nó để quyết đấu đi. Ngồi đây sầu não làm cái gì? Hèn lắm. Cút cút, ta không muốn nhìn thấy chúng mày nữa. Lũ bạn chó. Mày bình tĩnh xem nào. Cứ nóng như vậy, bảo sao chẳng tao bón. Đúng đấy, mà bọn tao đến đây để giúp mày, chứ không phải để gây chuyện đâu mà xua đuổi kinh thế. Chúng mày giúp tao kiểu thế à? Bảo tao đi múc thằng Phi Long để nó múc chết tao à? Tao không cần, chúng mày lựa đi.
kể ra ấy thì con Thùy Anh nhìn cũng được, nhưng mà ấy nó không đáng để mày phải buồn vì nó như thế đâu. Này, hay là tao giới thiệu cho mày con em họ của tao nhá, đảm bảo với mày ăn đứt con Thùy Anh luôn. Mày nói thật hay đùa đấy? Tao nói đùa mày làm gì? Mày có cần tao gọi nó đến không? Quỳnh ơi, có phải em gái họ của mày tên là Hiền đúng không? Đúng rồi. Hùng ơi, nếu như mày muốn sống á, từ chối thẳng bằng con Quỳnh đi. Ê, 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 con kia, mày nói thế là ý gì đấy hả? Mày tuyên chiến với tao đấy ạ? À? Không, tao có thể vẽ ra viễn cảnh nếu như thằng Hùng đến với em họ của mày đấy. À, mày nói đi, mày không nói được nhá, tao đấm cho mày đen mắt. Ok, nó như này này. Anh đợi em lâu không ạ? Chào em, cuối cùng em cũng đến rồi. Dạ. Anh là anh Hùng đúng không ạ? Đúng vậy, em là Hiền, em họ của Quỳnh à? Dạ vâng, em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu ạ. Không sao, đợi người đẹp là vinh dự của anh mà. Anh thật là khéo ăn khéo nói ạ. Đúng rồi, mà em bận gì à? Dạ không ạ, chỉ là trên đường đến đây em bị mấy thanh niên chặn đường quấy rối thôi ạ. Thôi chết, thế em có sao không? Dạ không sao ạ, em hạ đo ván mấy tên ấy rồi ạ. Hả? Em nói gì cơ? Dạ, em hạ đo ván mấy tên ấy rồi anh ạ. Và hóa ra em cũng tập võ à? Vâng, không những em tập võ mà em còn là chị đại của khối 11 đấy ạ. Anh yên tâm, chỉ cần anh không làm em khó chịu, em sẽ không đấm anh đen mắt đâu ạ. Thế anh phải làm thế nào em mới không khó chịu? Lúc em khó chịu là lúc em không vui. Anh đẹp trai mà hỏi rõ ngu ạ. Giờ anh Hùng, ngày mai chúng mình cưới rồi mà bây giờ anh vẫn còn đi với gái được à? Anh thích chết đúng không? Ấy, em bình tĩnh, đây là bạn thân của anh mà, không phải như em nghĩ đâu. Không trình bày nhiều, anh đứng dậy đi về cho tôi. Đứng dậy. Này, sao em vô lý thế? À, vô lý à? Ai ơi, ai ơi, ai ơi, giờ tối vui này à? Đã ngoài tình với chồng chưa cưới của người ta mà còn thái độ à? Úi dồi ôi, em hiểu nhầm rồi, bọn anh chỉ là bạn thôi. Im mồm, tôi nói cho anh biết, từ bây giờ anh chỉ có tôi thôi. Tôi cấm anh không được qua lại với bạn bè khác giới, nghe chưa? Con bé kia, mày độc ác thật, mày đấm tao nổ mắt rồi. Ai bảo chị xúc phạm tôi? Thằng kia, mày có phải bạn tao không? Chuyện này... Mày đúng là thằng hèn. Đúng, mày quá hèn, bọn tao nghỉ chơi với mày. Ơ kìa, đợi tao với. Tôi vừa nói gì anh quên rồi à? Ôi ôi, sao số tôi lại khổ thế này? Đấy, mày thấy biết cảnh tương lai chưa? Tao không muốn làm quen em họ mày nữa đâu, mày không phải giới thiệu. Đấy là do con Vân nó xuyên tạc thôi, chứ em họ tao làm gì nỗi thế. Thôi, tao vẫn không cần, cảm ơn mày. Thế nhưng mà mày đừng buồn, em họ Quỳnh không hợp với mày, nhưng mà chị họ tao thì có đấy. Tao không biết làm mày bay. Mày bị điên à? Chị họ tao chứ có phải là chị ruột đâu. Tao xin tiết lộ với mày, chị họ tao kém chúng mình 1 tuổi. Vân ơi, mày đừng nói là con bé Mây gì nhá. Mây ra. Chính xác. Một đứa là Vân, một đứa là Mây. Nghe cái tên là thấy giống nhau rồi. Chẳng những giống tên đâu, mà còn giống cả người ấy. Cho nên nếu thằng Hùng đến với con bé đấy, viễn cảnh nó sẽ như thế này này. Mà em lăn nít chưa vậy? Lăn... Em lăn rồi ạ. Anh nhớ từ hồi mới cưới em hay quên lắm đấy. Là do em bận thôi, chứ không phải là do em lười đâu mà anh nói em thế. Thôi, anh đi ngủ đi. Mày ngồi đi. Nay lại rảnh rỗi đến thăm tao cơ à? Giời ơi, bạn bè mà. Bọn tao cũng chỉ muốn đến xem cuộc sống sau hôn nhân của chúng mày thế nào thôi. Sao đấy? Không ổn à? Không, không sao. Mà sao nhà mày nóng thế? Không có quạt à? Quạt á? À có chứ.
Sáng nay vợ tao mới mang vào phòng thông mùi, chắc sắp xong rồi đấy. Em ơi, mang quà ra đây đi, có khách này. Dạ vâng ạ. Ôi giời. Chị Phương Anh, chị Quỳnh, lâu lắm rồi mới gặp hai chị. Thôi được rồi, mày bật cho chị cái quạt đi, nóng quá. Vâng, em cũng nóng để em cắm quạt. Mà Hùng ơi, nhà mày thiếu gì tiền, sao không lắp điều hòa mày bật quạt thế? Chúng mày tưởng tao không muốn à? Nhưng mà mùi điều hòa lẫn với mùi hôi lách của mây, chúng mày không tưởng tượng được đâu. Chúng mày làm sao đây? Ủa? Này hai bạn ơi, làm gì mà hai bạn giận dỗi ghê thế? Mày đi về đi, tao tuyên bố từ nay chấm dứt tình bạn với mày. Sao thế? Sao cái đầu mày ấy? Bọn tao đến nhà mày có mấy phút thôi mà suýt chết ngạt rồi. Đấy chưa đủ để lấy làm lý do à? Đấy chẳng qua là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Bọn tao không cần biết. Bọn tao chỉ cần biết ấy, muốn sống lâu thì không chơi với mày. Này đấy, mày thấy cái viễn cảnh đấy nó đáng sợ như thế nào chưa? Mày đừng có mà nói quá, nách tao chỉ hơi mùi một tí thôi, đúng không? Ghê quá, tránh xa tao ra. Đừng có mà điêu. Ôi đấy, đến nách của nó còn không ngửi được, nói gì người khác. Thế là trùm cuối vẫn phải để tao. Mày yên tâm, tao sẽ giới thiệu bà cô họ của tao cho mày. Mày điên à? Tao đã bảo là tao không thích lái máy bay rồi cơ mà. Bà cô thôi, nhưng mà ít hơn bọn mình một tuổi. Có chuyện gì mà chúng mày phản ứng ghê thế? Con bé này, tao biết. Đề nghị mày tôn trọng bà cô của tao. Tôn cái đầu mày ấy, bà cô của mày nhưng nó kém tuổi tao. Nó tên là Bất An, người y như con Phương Anh. Mỗi tội là bị cái tên vận vào người. Mà nó nhớ, đúng là nỗi bất an của người khác đấy. Con Quỳnh nói chính xác. Nếu như mày mà đến với con bé đấy thì viễn cảnh nó sẽ như thế này này. Anh đỡ tí nào chưa? Anh dậy ăn cháo nhá. Anh mệt quá, không biết có ăn nổi không nữa. Anh yên tâm, em đút cho anh. Sao thế anh? Cháo không vừa miệng à? Để em thử nhá. Vậy là em ăn hết luôn hả? Em tưởng anh chê không muốn ăn. Cho nóng, anh định nhờ em thổi. Nhưng anh đã kịp nói đâu. Thế á? Sao em không thấy nóng nhở? Da mặt em dày, da mồm em còn dày hơn. Nóng nào mà thấm vào được. Thôi, ăn no em buồn ngủ lắm. Em đi ngủ đây, mà lát anh dậy anh rửa bát đi dọn dẹp nhá. Dịch qua bên kia. Trời ơi, mình đang ốm cơ mà. Này ông đi qua, này bà đi lại. Đói quá. Đói cái đầu cho cô ấy. Cô ăn sàn nhèm cho tôi rồi đấy, cô vừa làm chưa? Thì em có muốn thế đâu. Tại em đói thật mà. Trời ơi, sao số tô này khổ thế này. Đấy phải con vợ vừa lười vừa ham ăn. Đấy, mày thấy viễn cảnh tương lai của mày chưa? Mày chỉ được cái nói quá thôi. Bà cô tao tính gần giống tao thật. Mà làm gì đến mức đấy? Con Vân nó nói đúng đấy. Thế tính ra là mình vẫn chưa mai mối thành công à? Không được người này thì tìm người khác. Tao vẫn còn. Tao cũng thế. Thế bọn mày nghĩ tao không còn à? Thôi tao xin, bọn mày đừng có mai mối gì hết, để tao yên. Không được, bọn mình là bạn bè. Mà bạn bè thì phải giúp nhau. Bọn tao nhất định sẽ giúp mày. Tao cũng thế. Tao đã bảo là không. Tao lại hết táo bón rồi, tao đi vệ sinh rồi. Chúng mày về đi. Cái thằng này muốn giúp nó mà nó. Bọn mày về đi không tao lại táo bón bây giờ. Thế là thế nào vậy chúng mày? Sao bọn mình không về thì nó lại táo bón? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Thôi đi về. Tiếc thế, tao đang định giới thiệu cho nó bà cô tổ nhà tao. Bà cô tổ. Bà
vai vế nhà mày khắm lọ thế? Vai vế ra phả nhà tao nó thế, biết sao được. Đi. Nhà mày có ông cố tổ nào ông giới thiệu tao ấy.